Xin chào anh chị ạ. Bài hôm nay chia sẻ tới anh chị về lá số nữ mệnh dương lịch ngày 17 tháng 4 năm 1988, âm lịch ngày 2 tháng 3 năm Mậu Thìn giờ là giờ Hợi. Năm xem là 2022, năm nhâm dần tuổi 35. Đang nằm trong đại vận cung tứ tức từ 35 tới 44. Tiếp theo là gì? À, Mậu thìn tuổi dương mệnh đóng tại công ty là cung âm như vậy là âm dương nghịch lý không đắc thiên không đắc địa không đắc nhân để mà thành công thành đạt trong cuộc sống thì nó phải cần cù nỗ lực chịu khó và kiên trì hơn người khác rất rất nhiều đấy, tiếp theo là con trai hay con cái mà âm dương nghịch lý thì kiểu gì trong cuộc sống nó sẽ có một cái nghịch cảnh nào đó đối với la số này đó là tình duyên gia đạo về mặt tình duyên thì không tốt cho lắm còn con cái thì thường là phải hay phải chia xa chia ly đấy, đấy tượng của thiên mã tượng của mã gốc khách dịch chuyển chuyển động đi xa không ở gần nhau mà xấu thì tôi không nói là cung tử tức xấu nha anh chị nhé cung phu thê thì không tốt là cung tử tức thì không xấu nhưng mà là ít khi ở gần con cái tiếp theo là mệnh mộc mệnh mộc cục thổ như vậy là mệnh khắc cục mệnh khắc cục là cái thế mà khắc xuất cái thế mà khắc chủ động thế nên là ra ngoài tuy vất vả có gan da nàn nhưng mà vượt qua được cái nghịch cảnh đấy là cái mệnh khắc cục của lá số này và cung thiên di này không xấu anh chị nha tử vi thất sát hội văn sư hội quan quý long đức tức là ra ngoài là có quý nhân trợ giúp phật độ che chỉ có điều có thiên hình có thất sát thì cẩn thận các vật liên quan dao kiếm kim loại đấy, tử vi thất sát ở cung hội gặp tuần thì không quá đáng ngại tại vì lá số này là tuổi dương rồi tiếp theo là gì thân cư phu thân cư phu như thế này là vất vả về mặt tình duyên gia đạo đây thân cư phu thì thường thường là có hai ngành nghề thân cư phu là thường là cái mẫu người thường là cái mẫu người mà làm gì thì làm tư tưởng suy nghĩ hành động việc làm nó hay hướng về tình duyên gia đạo hướng về cái gia đình ấy. nhưng mà còn sướng hay khổ thì là do cung phu và cung phu này thì đánh giá là không không được hạnh phúc cho lắm này không được tốt cho lắm này đấy, tiếp theo thì mời anh chị vào cung mệnh của lá số này đi mệnh lập tại đất tỵ cách cục của lá số này là cách cục gọi là tướng phủ triều viên anh chị nhá vậy phải xem thiên phủ vậy phải xem thiên tướng đấy hơn thế nữa thì lá số này nói chung là mệnh thân nó không được ổn cho lắm cung mệnh thì không quá xấu nhưng cung thân thì nó hơi đuối thế nên nó chủ về vất vất vả gian nan khổ sở ít nhất là về mặt tiền vận đối với lá số này nói về tiền bạc thì lá số này không thiếu đâu người thiên phủ thì không bao giờ hết tiền chỉ có điều có giữ được hay không tại vì ở đây nó vướng con thiên không hai thế nữa thứ hai thế thiên... à, điều thứ hai là cung quan lộc của thiên tướng à, thiên tướng nói giáp hóa kỵ nói chung là cái cách của phủ tướng nó ngại nhất là gặp hóa kỵ và giáp hóa kỵ đây, hóa kỵ là ở cung nô này hơn thế nữa thì cung nô lá số này rất xấu Thế nên là số này nếu mà đi làm chuyên môn, xuất phát điểm từ chuyên môn nó sẽ rất là tốt. Còn đi vào kinh doanh buôn bán thì hết sức cẩn thận. À, kinh doanh kết hợp đầu tư buôn bán với bạn bè nói chung là rất dễ bị lừa. Rất dễ bị lừa, lừa rất nặng, lừa rất đau. Thứ nhất là mệnh phủ phù không, cái thứ hai là thân cư phu liêm phá, à, liêm phá hỏa. À, thiên quan lộc thiên tướng linh tinh chủ về vất vả gian nan khổ sở thân hỏa tinh nó chủ về vất vả gian nan khổ sở này tiếp theo cung nô bộc lại kiếp kỵ đầu tư kinh doanh bạn bè là rất dễ bị lừa bị lừa cực cao thêm thêm thai vượng ở đây lừa cả tình lừa cả tiền hết sức cẩn thận Đấy, khi chúng ta xem thì một phần là chúng ta định hướng chứ lá số tử vi không phải là cứ nói cứ nói thế này là nó phải ra thế này anh chị nhá Đấy, đúng không ạ rồi thiên phủ thiên phủ thì nhẹ nhàng thiên phủ tình cảm con người thiên phủ thì nó ôn dung thuận hòa cách cư xử nó mềm mại thiên phủ thì quản lý tài chính kế toán tiền bạc tốt thiên phủ thì hợp với những ngành nghề liên quan đến tài chính kế toán tiền bạc đấy là thiên phủ tài chính kế toán tiền bạc này ngân hàng tín dụng này chứng khoán này đất đai này, khoáng sản này, điền sản này, bất động sản này, nhà cửa này, đồ gỗ nội thất vân vân những cái gì liên quan đến tiền và đất thì nó rất hợp với thiên phủ Nói, có thể là xây dựng uh, giao thông xây dựng uh, nhà cửa hoặc là lắp đặt đồ gỗ nội thất lá số này cũng điền trạch rất đẹp này, phát huy được về mặt đất đai điền sản những cái việc liên quan đến nhà cửa đất đai điền sản hoặc phân phối các vật liệu xây dựng liên quan đến nhà cửa thì nó rất là hợp cách Nói, thứ nhất là mệnh nghĩa hợp với cung điền trạch cái thứ hai cung điền trạch nó rất là sáng Nói, mệnh thiên phủ đi với lộc tồn người ta gọi là đồi kim thích ngọc thiên phủ miếu vượng chi cung mặt tròn da trắng ôn dung tuấn hòa người thiên phủ thì nói chung là đầy đặn đầy đặn phương phi tốt đẹp răng răng đều răng đẹp đấy là sau cái thiên phủ tính tình nhẹ nhàng tính tình ôn hòa xử thế bằng cái cách à, giải quyết là nó nhẹ nhàng nó tình cảm nó không cục đấy là thiên phủ thiếu dương thiên không thì nó chủ về khôn ngoan thông minh nhanh nhẹn tháo vát đấy thiếu dương thiên không cô thần quả tú thì hơi cô đơn hơi tính tình nó hơi cô đơn một chút chịu đựng chịu đựng được áp lực chịu đựng được buồn phiền đấy, có khả năng nghiên cứu độc lập đấy là cô thần quả tú lưu hà ăn nói tốt này kiếp sát đến chung làm ra làm chơi ra chơi à, kiếp sát cũng không ai bắt nạt được à, người có lộc tồn thì chẳng bao giờ hết tiền nhưng mà lộc đi với không mà đặc biệt với cung nô như thế này cung thân như thế này nói chung khi mà đầu tư kinh doanh buôn bán thì hết sức cẩn thận đấy là cái sao thiên phủ thiên khó quốc cố tài nguyên ngân hàng là cái sao thiên phủ hai phụ phong cáo một phần là chủ về mệnh phụ phu nhân chủ về bằng cấp bằng khen hoặc là đi làm là được người ta vinh danh vinh dự vinh thường đây cung điện trạch là có hóa khoa văn tinh này này đấy, có bằng cấp có bằng khen được treo nhà hoặc là nhà gần những cái nơi giáo dục những cái nơi đào tạo ví dụ trường học vân vân lá số này cũng điền trạch rất đẹp công phú đức cũng rất là hay anh chị nhé rồi tiếp theo thiên hỷ thiên hỷ thì miệng cười có duyên thiên hỷ thì kinh doanh buôn bán được nhưng mà kinh doanh buôn bán tốt nhất là nên làm độc lập làm từ bé làm lên không nên vội vàng không nên hấp tấp rồi. tiếp theo lâm quan thì nói chung là hay nói hay cười đi với lá số này là có đào hồng hỉ hội mệnh hợp với những ngành nghề liên quan làm đẹp ví dụ như là làm về đặc biệt là mệnh thiên phủ mà đi vào đào hồng hỉ cũng điên chảy đẹp thiết kế đồ gỗ, thiết kế nội thất làm đẹp trang trí cho nhà cửa, đề co vân vân thì sẽ rất hợp. Ngoài những ngành nghề liên quan đến tài chính kế toán ngân hàng thì hợp với những ngành nghề liên quan đến đất đai điền trạch. Đấy là cũng mệnh của lá số này nhé. cách cục tướng phủ triều viên nhưng mà hơi tiếc là phủ phùng không, phủ phùng không thì cẩn thận là có ngày trắng tay. Rồi tiếp theo thì mời anh chị cùng quan lộc. À, quan lộc là thiên tướng. Đây, quan lộc của thiên tướng của có linh tinh dở à, nhất là giáp hóa kỵ nếu mà giáp hóa kỵ thì thường thường trong công việc là hay vướng phải tranh chấp thị phi nha là số này là có đào hồng hỉ mệnh cung nô bộc lại có thai vượng đi với hóa kỹ cẩn thận các chuyện liên quan đến tình duyên tình nhà kết hợp kinh doanh đầu tư buôn bán rất dễ bị lừa lừa tình lừa tiền đấy nhắc lại lần thứ hai rồi quan lộc thiên tướng thiên tướng liên quan thiên tướng thường là sao chỉ huy quản lý hành chính nhân sự là hợp với sao thiên tướng giáo dục đào tạo hợp với sao thiên tướng tướng đi với đào hồng hỉ thì có thể giáo dục đào tạo à, hoặc là à, phát triển về cái mảng liên quan đến làm đẹp anh chị nhé làm đẹp là cái sao đào hoa Đấy, linh tinh nó chủ về vất vả gian nan khổ sở nói chung công việc nó nhiều áp lực nhiều khó khăn nó nhiều mệt mỏi nhiều, nhiều mệt mỏi nhiều khi tinh thần nó hay yếu và. Đấy, bệnh phù ở đây là nhiều khi sức khỏe nó suy giảm với công việc này rồi tiếp theo đào hoa đi với Nguyệt đức là cũng tốt này địa giải là giải tai giải hung giải họa này Đấy, giáp hóa kỵ mà có địa giải là tốt rồi thiên thiên tướng đi vì thiên tài là tắc cách Đấy, từ rồi dưỡng chăm chỉ chịu khó cần mẫn Đấy buôn vẽ công việc nó rất là tốt chăm chỉ chịu khó nhưng vẫn vất vả là cái lá số này nói chung tiền bạc thu nhập thì ổn nhưng mà chỉ có điều là giữ được hay không Đấy, lá số này nếu mà khi khi mà đầu tư kinh doanh buôn bán thì rất rất dễ mất Đấy, nó là nếu mà làm công ăn lương phát triển chuyên môn tự mình làm riêng thì được còn đầu tư kinh doanh đặc biệt là kết hợp anh chị biết rồi buôn của bạn bán có phường thế nên đầu tư kinh doanh buôn bán là gần như là kiểu gì phải kết hợp và kết hợp với cái lá số này thì không ổn giàu vì bạn sang vì vợ giàu với bạn Đấy, lá số này không thể giàu vì bạn được đây là cung quan lộc thiên tướng ừ. này giao hóa kỵ rất là nản rồi tiếp theo là số này cung tài bạch cũng khá là hay anh chị nhá cung tài bạch thứ nhất là có cô thần quả tú là giữ được tiền mệnh có thiên phủ phủ phùng thiên không là có hiện tượng là có hiện tượng mất mát phủ phùng không xứ tài suy trung thân nan bảo tư cơ lưu truyền tức là khó giữ được những cái của cải mà ông bà gia tiên hoặc là bản thân mình làm ra khi phủ gặp tuần gặp triệt gặp thiên không thiên không là trắng tay mà rồi cô thần quả tú tướng quân năng động nhanh nhẹn tháo vát à, tướng quân quốc ấn nếu mà làm công chức nhà nước nếu mà có chức vị quyền hành thì tiền bạc nó mới dồi dào để tướng ấn tiếp theo phá toái ở đây là cũng chủ về tiền bạc các thứ là hay bị mất mát này đầu quân cô quả để quản lý được tiền có năng lực tử là có nguồn, nguồn tiền tài giấu kín ví dụ như là à, gửi ngân hàng các thứ vân vân Đấy, thiên khôi thiên việt là có quý nhân trợ giúp về mặt tiền bạc này thai phụ phong cáo mà đi với tướng quân quốc ấn thì phải làm cho nhà nước thì nó mới tốt được thiên đức phụ đức nó chủ về may mắn có phúc về mặt tiền bạc tiền bạc cặp triệt cung tài bạch cặp triệt thì nói chung là sẽ có những cái thời điểm nó gián đoạn nó không được lưu thông đều đặn lúc có lúc không lúc được lúc mất đấy là cái sạp triệt nó chuyện bình thường và cung tài bạch vô chính diệu thì chúng ta phải xét ba cung ba cung còn lại đó là cung mệnh cung quan đấy, cung mệnh như là mệnh phụ thiên phủ phùng lộc tồn đồi kim tích cực không bao giờ hết tiền nhưng mà gặp thiên không thì khi đi kinh doanh thì hết sức cẩn thận tiếp theo là gì cung quan lộc thì hơi vất vả tiếp theo và nặng nhất nặng nhất đối với cung tài bạch này là cung phúc đức Đó. đối diện là cung phúc đức mà cung phúc đức này rất sáng nhá tam tai bát tọa chủ về hành thông thuận lợi này thiên thọ là thọ hưởng này thiên khôi thiên việt quý nhân trợ giúp nhưng có con phục binh ở đây Đó có phục phá toái đi với phục binh thì hết sức cẩn thận rất dễ bị lừa cung đô bộc lại kiếp kỵ thêm nữa cung phú đức này lại có khoa quyền lộc tam hóa liên châu giáp tả giáp hữu. như vậy là cung tài bạch này tuy gặp triệt nhưng mà được cái là cung đối diện đó sáng sủa thế nên vẫn báo hiệu một cái điều rất là tốt cho lá số này về hậu vận rồi tiếp theo sau cung tài bạch thì mời anh chị vào cung phúc đức luôn là phúc đức vũ tham Vũ Tham và Sửu Mùi thì đa phần là trong dòng họ xuất ra nhiều người kinh doanh buôn bán mà nên giàu. Đặc biệt Vũ Tham đi với Hóa Lộc, đi với Khôi Việt, đi với Thái Toạn. À, thêm nữa giáp tả giáp hữu giáp long giáp phượng lại đắc cách tam hóa liên châu như vậy là trong dòng họ là có nhiều người giàu sang, khá giả đấy là cái cung phúc đức này đấy, phúc đức cơ bản cơ bản là đắc cách anh chị nha tam hóa giáp tả giáp hữu giáp long giáp phượng lại còn cách tham hỏa nữa tham lang ở đây này hỏa tinh ở cung phu này đúng là đắc cách luôn thêm hội rất nhiều cát tinh đó là khối việt đó là giáp long giáp phượng giáp tả giáp hữu rồi là hội xương khúc rồi là hội quang quý nói chung là cũng phụ đức này tốt đi kinh doanh buôn bán là được nhưng mà đối với cái mệnh của chị thì khi đi kinh doanh buôn bán thì nên làm từ nhỏ làm nên từ bé làm lên à, cái thứ hai kết hợp kinh doanh bạn bè nói chung là hết sức cẩn thận đặc biệt là khi tiền nó nhiều anh chị nhá địa kiếp địa kiếp hoa kỵ nó cũng nó bọc thì dở lắm kết hợp một cái là dễ bị lừa lắm à, bé thì không sao nhưng mà đến lúc to một cái là kiếp là cướp mà Đấy, kiếp là kiếp nạn dịch đơn giản nó như vậy đó là cung phúc đức này phúc đức nó tham lang thì nhiều người đào hoa nhiều người tham vọng nhiều người khéo nói vũ, vũ khúc thì ở cung phúc đức thì nhiều người đa tài đa di năng khôi việt nhiều, nhiều người học hành thông minh xuất chúng đó là khôi việt hóa lộc hóa lộc kinh doanh buôn bán mà nên giàu đây là hóa lộc tam tài bát tọa đông đinh vượng đinh đây là cung phúc đức này cơ bản tốt rồi tiếp theo là mời anh chị vào cung thiên di ở là số thiên di thiên di là tử vi thất sát đội thiên hình nói chung là ra ngoài có uy danh có uy tín được mọi người nể đấy là thiên di tử vi phúc thọ uy quyền tài lộc đấy, thất sát là quyền tinh dũng tinh chỉ có điều sát đi với hình thì kim khí nó quá nặng làm về kim khí thì không sao nhưng mà không làm về kim khí thì ra ngoài nói chung cẩn thận liên quan đến dao kiếm kim loại Đấy, tiếp theo là gì giáp không giáp quyết cũng phải cẩn thận xấu thì không xấu nhưng mà hết sức cẩn thận cái khối sát phá liêm tham này một hai sao không kiếp là không quá ngại tiếp theo hội văn xương văn khúc ra ngoài là tư duy tốt giao tiếp ăn nói tốt đây là văn xương văn khúc hội hồng loan ra ngoài là có duyên Đấy, tuyệt ra ngoài là nhiều khi bế tắc cùng được rồi tiếp theo là hội ân quang thiên quý ra ngoài phật độ trời tre có những cái may mắn gặp hung hoa cát tiếp theo hội long đức cũng chủ về quý nhân trợ giúp để cung thiên di này thiên di này là đắc cách gì nhỉ xương khúc này quang quý này à, Long Đức này Thiên Quan Thiên Phúc này nói chung là rất nhiều cát tinh và phúc tinh tiếp theo hội song lộc cơ bản là ra ngoài cũng sẽ có một cái nguồn tài lộc cái công danh nó lợi hơn chỉ có điều là cẩn thận do kiếm kim loại nhé tiếp theo là mời anh chị vào cung cung phu đi Đây, cung phu này cung phu là gì liêm phá hỏa linh phục binh thiên hình nói chung là rất nhiều những cái sao liên quan đến À, thứ nhất là liêm 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 đi với hỏa thì chồng rất là nóng tính rất là cục tính sẽ đôi khi là khá là cực đoan với cái tổ hợp liêm phá hỏa linh đi với hình như này thế nên là may mắn là lá số này lại thiên phù tính tình ôn dung mềm mại nhẹ nhàng tình cảm đi với đào hồng thì chủ về khéo léo Đấy, thân lại phu hay lá số này thứ nhất cái vấn đề thứ nhất là chồng là hơi nóng tính hơi cục tính thế nên à, có một cái vấn đề thường xuyên là thường xuyên là phải chịu đựng Đấy, đó là thường phải chuyện nhẫn nhịn đấy lá số này cái, lời khuyên đầu tiên là phải nhẫn nhịn cái thứ hai nếu mà xem sớm một chút cái tổ hợp liêm phá hỏa thì phải lập gia đình muộn thì nó mới tốt hơn được đấy là hai vấn đề then chốt của cái lá số này ở cung phu này nói chung cung phu này nếu bình thường nhìn cung phu này thì sẽ không được nhờ chồng nhiều còn phải cụ thể phải đi vào lá số cung chồng cơ lá số chồng thì may ra nó mới ra được đấy, chồng mà đi liêm trinh thì nó tính cục tính hỉ nộ ai hố nó vô thường đặc biệt khi mà hãm địa liêm đi với hỏa thì rất nóng tính liêm trinh hỏa vượng thân tràng lỗ hầu lộ nhãn mắt vàng mày và xanh à? anh chị biết rồi khi mà nóng tính nói chung là mắt mũi các thứ là nó lộ hết ra ngoài nó căng cứng hết lên đấy là nóng tính mạch máu các thứ là nó cũng bung hết lên ra đấy là liêm trinh cũng có hành tục hỏa đi với hỏa linh hỏa linh là súng ống đạn dược nó chủ về lửa nó chủ về nóng thế nên là khi mà ông chồng biết cái tính của ông chồng là nóng tính thì phải nhịn thôi Đấy, tiếp theo là phá quân là hung tinh phá quân là hao tinh phá quân nó chủ về phu thê ly tán nếu mà lấy sớm thì rất dễ chia ly thế nên cái tượng của thân cư phu như này là không tốt Đấy, văn khúc đi với thiên diêu nó chủ về ăn chơi Đấy, nhưng mà văn chương chương nghĩa lại giỏi Đấy, y diêu nó chủ về làm dáng nó chủ về ăn chơi vợ ân quang thiên quý thì vợ chồng có một thời điểm là yêu, yêu nhau mến nhau quý nhau ân tình nghĩa nặng nhưng mà rồi cái tổ hợp chính của nó là liêm phá hỏa linh hình diêu như thế này là không ổn rồi lại còn cả phục binh nữa nói thanh long thì chồng đẹp trai, hào hoa phong nha tuân tú, thiên quan thiên phúc thì nhiều khi phật tính phật tâm nó cao nhưng mà cái tổ hợp chung là hơi nóng tính hơi tích đây là thân cư phu mà thân cư phu như thế này là chủ về khổ khổ về mặt tình duyên tình ái này là thân cư phu này à, tiếp theo thì mời anh chị vào cung phu rồi đến tử tức đi đây tử tức là gì tử tức là có thiên mã thiên mã thì mã khốc khách con cái sau này là nói chung năng động nhanh nhẹ có ý chí có nghị lực tháo vát tiếp theo là có song hao có song hao ở đây nó chủ về mất mát mất khi sinh mất khi nuôi dưỡng tiếp theo có sao bệnh sao bệnh thì con cái sinh ra sức khỏe nó không được tốt cho lắm đặc biệt là con cái lá số này sinh con trai đầu thì thuận tại vì nó cũng dương và sau này con cái thì sẽ lập thân lập nghiệp ở phương xa lý do là có sao thiên mã nó chủ về ngựa xe nó chủ về chân tay thế nên là sau này không gần con không không gần cái tình duyên thì không tốt mà cung con cái thì lại không ở gần thế, đấy, thế nên là cái nghịch lý của âm dương là với lá số này là tình duyên gia đạo nó không được tốt cho lắm đấy cung tử tức này cung tử tức này vô chính diệu lại phải xem cung điền trạch anh chị nha đấy, cung điền trạch với lá số nào mà cung tử tức mà nó vô chính diệu ấy đây cung điền trạch của lá số này là cự môn đi với thái dương cự môn đi với ái ngộ song hao rất là tốt là cự môn đi với hữu bật đi với hoa khoa rất tuyệt vời rồi, văn tinh thông minh tinh ý trường sinh tốt như vậy là số này hiện tượng là con trai nhiều hơn con gái đấy. con trai nhiều hơn con gái nhé con cái sau này thành công thành danh thành đạt lý do là hội tả hữu hội long phượng hội quyền hội khoa mà có tả hữu bạch chiếu về mà cung phu như thế này thì nguy cơ nguy cơ của con dị bảo tương đối cao đấy, nguy cơ thôi đấy là cung đấy là cung tử tức của cô này này tiếp theo là gì tiếp theo là mời anh cung nô bậc một cái cung xấu ghê gớm đấy. bình thường mà cơ lương cơ lương thì một thiên cơ thì bạn thiên cơ thì bạn bè khéo léo bạn bè trí tuệ bạn bè hiền lành thiên lương thiện tính những thiên lương thì chủ về phúc tinh may mắn với bạn bè nhưng mà gặp kiếp và kỵ xem ra bạn bè nhiều người là nhiều người là nói chung là trước thì tốt uh, trước thì tốt nhưng sau lại xấu đấy. ngoài mặt thì tốt nhưng trong lòng để âm mưu đấy là cơ lương kiếp kỵ xấu với tốt nó gặp nhau nên như vậy cuối cùng là thiên giải nó chủ phải giải tán này Kiếp kỵ kình đà nó hội hết về cái cung nô bọc này như vậy áp lực mệt mỏi bạn bè tranh chấp thị phi nói xấu ném đá dấu tay vân vân hoa kỵ tiếp theo kết hợp mà làm ăn thì hay bị lừa hay bị cướp đi kiếp là cướp mà đế phá là nhiều kẻ phá mình thì khóc tiên hư buồn phiền nước mắt Đấy, tiếp theo vượng đi sao thai được bị cả lừa tình lừa tiền này thì thần vui thì ít buồn thì nhiều Đấy, tổ cung nô này cung nô này kết hợp làm ăn nói chung là phải cẩn thận vô cùng cẩn thận đó thì máy tránh được những cái xấu xa nó mang lại cho mình tiếp theo là cung phụ mẫu này cung phụ mẫu thiên đồng thái âm thái thái âm thì nó chủ về bà nó chủ về mẹ như vậy là à, thái âm mà đi về hóa quyền à, sinh may sinh bao giờ ban đêm nhưng vẫn chủ về khắc mẹ tại vì âm hãm đi quyền quyền nó chủ về áp lực quyền nó chủ về đấu tranh thế nên là không hợp mẹ cho lắm đấy là âm đi quyền đấy chị nha rồi tiếp theo lại cả sao kình dương đây chủ về bố đàn ông nam tính và cái sự khắc kỵ nó nặng khắc kỵ mà nặng thì ở xa nhau thì hợp còn thiên đồng thái âm thì chủ về bố mẹ là hiền lành à, thiện lương thiện tính là sao thiên đồng đồng bóng một chút là sao thiên đồng à, thích bao đồng một chút gọi là sao thiên đồng thái âm thích ăn chơi thích hưởng thụ hóa à, quyền là cái tôi cái tự ái của một trong hai người nó hơi cao Đấy, à, đàn, đàn ông nam tính tự ái hơi cao tao môn bạch hổ là có cái nỗi buồn gì đó ở trong người hay suy nghĩ hay lo âu Tả phù cũng là có tài năng thiên chủ có lập ăn lục để phượng các giải thần đi với thái âm thì con có, có nét sinh nét đẹp nét cao xa hay kình dương của hội tang hội không kiếp kỵ đến cái duyên với cha mẹ là nó không được tốt cho lắm đặc biệt là duyên với người mẹ lý do là thái âm hạng. rồi tiếp theo mời anh chị vào cung huynh đệ đấy, bố mẹ có phúc đức thì có bố mẹ có mình rồi có anh em cung huynh đệ là vô chính diệu anh chị nhá đấy, vô chính diệu chủ về khôn ngoan sắc xảo thông minh đấy, kiến thức trí tuệ hơn người đấy là vô chính diệu rồi lực sĩ đã có bằng cấp có sức vóc hơn người, hoa cái cốt cách là sang là quý thái tuế khả năng ăn nói tốt khả năng ngủ miệng tốt, đà la là có mất mát, đà la là không hợp anh không hợp em ở gần nhau là xảy ra tranh chấp thị phi đặc biệt đà la thì với hóa kỵ lại có không kiếp hội về nọ chủ về mất mát anh chị em sinh mộ vượng thì đông đinh đà đinh lá số này là cung huynh đệ cung dương lại có cơ lương như vậy là chủ về trai nhiều hơn gái đây là trong nhà chủ về còn anh em trai, cái cung huynh đệ này chỉ có điều kết hợp làm ăn với nhau không hợp huynh đệ nhị hợp với quan lộc nhưng mà huynh đệ hội quá nhiều sát tinh có đà la có linh tinh có kình dương có địa không địa kiếp hóa kỵ Đấy. thế nên là chủ về kết hợp với nhau hơi khó không có sao kình dương xin lỗi anh chị có đà la không kiếp kỵ linh rồi tiếp theo là cung tật ách mệnh thiên phủ mệnh thiên phủ sức khỏe hơn người sức vóc hơn người Đấy, tật ách mà có sao tấu thư thì sau này cái khả năng ăn nói cái thứ là nó sẽ suy giảm đi một chút rồi tiếp theo có địa không địa kiếp những cái bạch hổ tăng môn những cái bệnh liên quan đến máu liên quan đến híp liên quan máu liên quan đến huyết xin lỗi anh chị máu huyết nhá địa không nói chung là phải đi khám chữa bệnh thường xuyên cũng may mạnh có thiên phủ đi với lộc tồn bác sĩ thì nên yên tâm khả năng giải tung hung giải tai giải bệnh rất là tốt Để sinh mẫu vượng ở đây không đáng ngại này tiếp theo hay nhất là về tật ếch Để có sao triển địa không là sát tinh địa không là cái gì liên quan đến oan trái nghiệp quả lá số này nếu không còn triệt thì nó chung sức khỏe rất nguy hại, rất nguy hại với tổ hợp địa không địa kiếp bạch khổ tăng môn ở cái cung uh, ở cung tật ách rất nguy hại. Nhưng may mà có sao triệt, Đấy, triệt là nó chặt, nó chém, nó triệt cái bệnh đi, Đấy, không đáng ngại. Tiếp theo là, là cung tật ách vô chính diện mà cung đối diện cung phụ mẫu nó có đồng âm như vậy, bệnh là gen di truyền từ mẹ, Đấy, thái âm là mẹ là bà, bệnh gen di truyền từ mẹ từ bà nhiều hơn cha tiếp theo là cung huynh cung tật cung điền trạch là số này cung cung điển trạch rất là đẹp vận dụng cái lá vận dụng lá số tử vi đôi khi là vận dụng của cuộc sống nó rất là hay anh chị nhé Điền trạch mà đẹp như thế này lại có cự môn đi với song hao đi với, với trường sinh có thể kinh doanh buôn bán lại có cả thiên mạng nữa kinh doanh buôn bán đất tài mệnh thì thiên phủ lộc tồn Điền trạch là có cự môn đi với song hao thứ nhất cự môn nhà thường gần những cái nơi mà à, hay thị phi hay tranh chấp cự môn nó chủ về cái bất mãn về đất tài điển trạch cái thứ hai có tả phú vật sau này nhà cửa là nhiều hơn hai cái tiếp theo là có văn tinh văn tinh như về hoa khoa chủ về nhà gần những cái nơi giáo dục Đấy, trường học những cái nơi giáo dục đào tạo nơi hoa khoa nhà sau này nhiều bằng cấp có thể là do bằng cấp của con cái có thể là bằng khen những cái, cái vinh danh vinh dự bình thường của mẹ được mang lại hoặc của bố tiếp theo tứ linh nhà thường gần những cái nơi tâm linh rồi tiếp theo là điền trạch là cự môn đi với thái dương hóa khoa là đắc địa cự môn đi về thái dương ở cự môn ở cung thân là đặc địa thêm sinh mẫu vượng là nhà to nhà rộng nhà đẹp đấy, tổ hợp cách cung điền trạch lại là tam hóa liên châu như vậy lá số này kinh doanh đất đai điền trạch được mệnh thiên phủ đi với lộc tồn cung điền trạch lại ở cự môn thái dương đi hóa qua vậy nên cung điền trạch này một cung điền trạch rất là tốt anh chị nha hoàn toàn có thể kinh doanh buôn bán bất động sản đất đai điền trạch nhưng với lá số này đấy, ngay từ đầu tôi đã nói rồi nếu có kinh doanh buôn bán thì tốt nhất là nên tự làm và làm từ bé làm lên tại vì phủ phùng không cái thứ hai mà khi kết hợp làm ăn thì phải hết sức cẩn thận độ rủi ro khá là lớn cùng đồ bọc cơ lương kiếp kỵ đấy, nhỏ cũng chết chứ chưa nói đến lớn mà lớn thì chết nhiều nhỏ chết thì có thể không sao rồi đấy là cung điền trạch là số này này ngoài ra có thể làm các cái thiết, bị liên quan đến nhà cửa là bàn gỗ bàn ghế giường tủ vân vân hoặc là sơn chiếc các thứ vân vân rất là hay nếu cũng điền trạch này tiếp theo là mời anh chị vào các đại vận của lá số này đi đại vận đầu tiên anh chị nhá ở cung mệnh từ 5 đến 14 bốn tuổi nói chung đại vận này có rủi ro dịnh vượt qua hết đó là phủ đi với à, đi với bác sĩ thiên phủ thì bác sĩ giải hung giải tai giải họa rất là tốt đại vận này thì cô thần quả tú thì hơi cô đơn buồn phiền có lưu hà có linh tinh có thiên hình thì cẩn thận các cái liên quan đến điện lửa sông nước đấy là đại vận này chỉ có điều là có điều là có thiên phủ và bác sĩ thì yên tâm cái đại vận thứ 2 15 đến 15 đến 24 nếu nói về cái chuyện học hành nó không được tốt lắm đâu do có Đà La không kiếp kỵ nhiều cái nó không được như không như ý cho lắm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đại vận này hay gặp phải cản trở, hay gặp phải trì trệ, nhiều việc nó không được như ý cho lắm, hay gặp tranh chấp, hay gặp thị phi và đôi khi là có sự mất mát do không kiếp được hội về. Có tứ linh có sinh mộ vượng tốt nhưng có không kiếp kỵ đà như thế này nó chủ về vất vả. Tiếp theo đại vận 25, 2534 mới ra đời làm việc liêm chinh phá quân Hòa Tinh, nó chủ về vất vả gian nan khổ sở. À, nhưng mà có ân quang thiên quý có thanh long có thiên quan thiên phúc thì gặp hung hóa cát à, hóa lộc điều phục binh thì trong cái đại vận này nó chủ về dễ bị lừa lừa gạt về mặt tiền bạc à, hỏa đi với linh đào đào đi với linh nó chủ về vất vả về mặt tình duyên tình ái trong cái đại vận này à, liêm trinh cho cái đại vận này nói chung là độ rủi ro nó khá cao đào hỏa tinh tù tinh mà gặp hỏa thì chung tình duyên nó không tốt chủ việc hòa tinh nó chủ việc công việc các thứ nó không được hành thông thuận lợi cho lắm phá quân tiền bạc và tán tụ thất thường chung đại vận này không ổn không tốt đẹp gì cả chỉ có được, được cái là gặp hung gặp họa thì là giải qua hết tiếp theo đại vận 35 thì ổn hơn khá hơn một chút lý do là mã không khách Đấy hay được thạ, hay được xuất ngoại này, hay được đi lại, này, hay được đi du lịch này, nhiều cái sự thay đổi này. Đại vận này nói chung là tiền bạc, các thứ công danh, các thứ công việc, các thứ nó nó anh thông thuận lợi hơn rất nhiều rồi. Chỉ có điều là nói chung là phải giữ tiền cẩn thận ở hai cái lý do. Thứ nhất là mệnh thiên phủ tuy về lộc tồn, gặp thiên không. Đấy. Cái thứ hai đại vận này gặp song hao, nó chủ về hao tài tổn của Nếu mà biết vận dụng đầu tư kinh doanh, buôn bán đất đai hoặc là mua đất mua đai để đấy thì lại được, anh chị nhé. À, tiếp theo là gì tiếp theo đại vận này có thiên mã của hành thuộc mộc để xin nó tương nó tương hòa với cái mệnh mộc của mình như vậy đại vận này là tốt thêm nữa á, cái đại vận này là cơ nguyệt đồng lương cự nhật mà trong khi đó á, cái xấu xa kiếp kỵ thì gặp tuần là nó đỡ hơn rất nhiều thêm nữa đại vận này là có âm dương đây này âm dương này gặp quyền gặp khoa gặp tả gặp hữu gặp long gặp phượng như vậy đại vận này là nhiều cái tốt mã đi với long phượng đi với tả hữu đi với khoa quyền đi với âm dương vậy đại vận này là À, Thái dương chủ về công danh, chủ về quan, chủ về quý à, Thái âm thì nó chủ về tiền bạc Âm tuy là hãm điện nhưng mà gặp quyền. Dương tuy hãm điện nhưng mà lại gặp khoa. Như vậy đại vận này tốt hơn cái đại vận trước rất rất nhiều rồi Cần cố gắng, cần kiên trì, cần nỗ lực Tiền bạc các thứ thì quản lý nó cẩn thận một chút Lý do là gặp sóng hao Tiếp theo là cái đại vận 45 Đấy, Đại vận 45 lại có một chút trục trặc về mặt tiền bạc Có khôi, có việc thì có quý nhân trợ giúp có hóa lộc thì phục binh thì cẩn thận, à, cẩn thận bị uh, lừa tiền nhá. Lộc tồn vì thiên không thì đầu tư kinh doanh buôn bán cẩn thận. Đại vận này là xong lộc cội về, xong lộc cội về. Nhưng mà lộc một lộc gặp thiên không, một lộc gặp phục binh thì hết sức cẩn thận. Tiếp theo là đại vận này nó có phá toái, phá toái. Phá toái là cũng cái mất tiền oan đây này. Tiếp theo thai phụ phong cáo đại vận này nó chủ về bằng cấp cũng khá là nhiều, tiền bạc thì độ rủi ro khá là cao. Vũ than đi với hóa lộc thì cũng có thể kinh doanh buôn bán mà nên giàu nhưng mà hết sức cẩn thận lộc thì phục binh lộc tồn thì cái thiên không Đấy, đại vận 45 cơ bản đại vận 45 nó gặp triệt tài về gặp triệt nguồn tiền tài các thứ là nó không ổn định lúc có lúc không 35 các thứ thì công danh tài lộc nó ổn định hơn rất nhiều rồi nhưng chỉ nhưng mà chỉ có điều là không quản lý cẩn thận là nó sẽ hao hụt đi rất nhiều đi về sông hao còn đại vận 55 nó khá là xấu đắc tứ linh đắc sinh mộ vượng đắc tả hữu long phượng nhưng mà gặp con địa không ở đây rủi ro bất cứ lúc nào có thể xảy ra địa không này kinh dương này đà la này đà la đây kinh dương ở đây hội về lại vẫn này bạch hổ tam môn hết sức cẩn thận nha lại vẫn 55 hết sức cẩn thận còn lại vẫn 65 lại vẫn 65 thì tốt về mặt công danh tốt về mặt tài lộc nhưng mà tốt ở mức độ vừa phải Đấy, từ sát từ vui phúc thọ với quyền tài lộc mà. mà gặp xương gặp khúc gặp quang gặp quý gặp long đức là tốt Đấy, nhưng mà chỉ có điều vẫn là lộc như phục binh độc tồn như vi thiên không nói chung là có tiền phải giữ lấy tiền cho cẩn thận còn đại, đấy là đại vận 65 này chúng ta sẽ dừng lại đại vận 65 tiếp theo năm 2022 năm nhâm dần 35 tuổi à, năm dần đại dần ở đây a à, dần và cung tật ách tiểu hạn năm dần và cung tật ách thứ nhất là có gì à, tiểu hạn năm dần và cung tật ách à, có địa không này có lưu kình dương này có bạch hổ tăng môn này có lưu tang này lưu thiên khốc này lưu thiên lưu thiên mã chiếu về này có đồng âm chiếu về như vậy đại vận là cái năm nay thứ nhất là cẩn thận nhất về mặt sức khỏe bạch hổ tăng môn nó chủ về máu huyết này hết sức cẩn thận này năm nay có địa không nó vào cung tật ách thì phải đi khám bệnh ừ. à, à, đi khám bệnh đi xem nó có vấn đề gì không đấy là cái tượng thứ nhất của năm nay tiếp theo là gì à, tuổi 35 tuổi 35 là ở cung tử tức đại vận lưu niên trùng phùng cái thứ nhất mà vào cung tử tức thường thường là xuất hiện chuyện muốn sinh con đẻ cái mà sinh là sinh con trai nhưng cũng tương đối dễ mất lý do là có song hao đấy cái thứ nhất cái thứ hai có mã khốc khách nó là chủ về biến động chủ về chuyển chuyển động chủ về xuất hành xuất ngoại đi xa thay đổi nơi ăn chỗ ở thay đổi nơi làm việc Đây là tượng thứ hai của năm nay tiếp theo song hao nó chủ về hao tài tuổi của tiếp theo là gì à, cung này lại vô chính diệu lại xét cung điệt trạch à, đại vận lưu niên tuổi 35 trùng vào cung tử tức mà có thiên mã À, vô chính diệu lại gặp đối cung là điển trạch cự môn đi về thái dương đi với lưu thiên mã như vậy hiện tượng là năm nay là thay đổi nơi ăn chốn nữa thay đổi cái nơi làm việc thay đổi nơi sinh sống và thay đổi là có lợi nhé à, mã khốc khách mã ngũ hành dục mộc cự môn thái dương cự nhật dần thân là tốt rồi Đi với hữu vật hóa khoa là sẽ có quý nhân trợ giúp cắt lành nói chung là năm nay là thay đổi cả danh. cát lành cắt lành năm nay nói về công danh là tương đối ổn nhưng mà nói về tài lộc hết sức cẩn thận nói về bệnh tật cũng không tốt lắm năm nay chủ phải hao tốn tiền của cho sức khỏe đó là cái tượng chính của năm nay. Tiếp theo là tại vì sao lại hao tốn tiền bạc cho sức khỏe. Thứ nhất là có địa không. Cái thứ hai đối cùng là có thái âm. Thái âm nó chủ về tiền bạc, nó chủ về tài phú. Đó. Tiếp theo lưu ý đến bạn này cái các cái tháng cắt hung trong năm 2022. Những cái tháng qua rồi thì chúng ta chiêm nghiệm. Những cái tháng chưa tới thì chúng ta sẽ đề phòng. Đây, tháng 1 vất vả gian nan về mặt công việc, về mặt tình duyên. Đào đi với Linh Thiên Tương Hám Điện tháng thứ hai nói chung là tranh chấp thị phi bị lừa gạt tháng thứ hai sự rất xấu tháng thứ ba tháng thứ ba thì mức độ trung bình nhưng mà cẩn thận giao những kim loại tháng thứ tư hao tài tốt quả bị, dễ bị lừa tháng thứ năm thì hơi cô đơn hơi buồn phiền nhưng mà được cái có quý nhân trợ giúp tháng thứ sáu đi lại nhiều vất vả ngược xuôi nhưng mà công việc các thứ là nó thuận lợi hơn rất nhiều tháng thứ bảy nói chung chủ về tình duyên các thứ nó vất vả gian nan tiền bạc nó hơi hơi khó kiềm, nói chung là đến rồi đi tháng thứ 8 thì hay gặp tranh chấp thị phi nhiều về sự buồn phiền tháng thứ 10 thì vượng tài lộc thiên phủ thì lộc tồn nhưng mà thiên không dễ được và dễ mất lý do là có lưu hạ kiếp sát dễ bị cướp mất tiếp theo tháng tháng 9 nhé tháng 10 tháng 10 thì vượng vượng về mặt nào vượng về mặt công danh thiên đồng thái âm như về hóa quyền còn chỉ điều chỉ có điều là có kinh dương đi về tang hồ thì nói chung là có áp lực có mệt mỏi có khó khăn và có, có buồn phiền tháng 11 rất vượng về mặt tài lộc nhưng mà rất dễ bị lừa vũ tam, đi về hóa lộc đi về khôi việt thái toạn tháng thứ 12 thì tốt về mặt công danh, tốt về mặt công việc. À, uy danh uy tín tháng 12 rất rất cao là số này làm việc bất độ sản đỉnh tuyệt đất tài là hợp. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại anh chị trong các lần số tiếp theo.